Miệt thứ vì cộng đồng. Chiều ngày 31 tháng 3, tại trường Mầm non Đông Hương B đã diễn ra buổi ra mắt chương trình Mô hình dân vận khéo gốc sẻ chia năm 2021 của tập thể chi bộ trường Mầm non. Đây là mô hình dân vận khéo gắn với học tập làm theo lời Bác, với mục đích tuyên truyền vận động sự quyên góp của cộng đồng như quần áo, nón bảo hiểm, áo phao, tập sách và đặc biệt là những chiếc áo dài cũ của các chị em phụ nữ ở khắp nơi với chủ đề lan tỏa nét Việt. Buổi ra mắt đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, ấm cúng và tranh luận sôi nổi xoay quanh các cách thức và giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Bộ trường Mầm non Đông Hương B cũng đã nhận được sự góp ý và chỉ đạo từ đại diện chính quyền xã. Được biết, sau hơn 2 tuần vận động chia sẻ những chiếc áo dài cũ từ chị em phụ nữ trên toàn huyện An Minh, chương trình lan tỏa nét Việt của trường Mầm non Đông Hương B đã đạt được những kết quả tích cực. 2 tuần vận động trường Mầm non Đông B đã thu thập được hơn 3 năm chiếc áo dài để dành chia sẻ cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông B. Thì nhà trường cũng đang trong cái thời gian phát động thì cũng mong các bạn tình thương góp thêm và ủng hộ thêm cho nhà trường để sẻ chia cho những cái hộ mà có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở trên địa bàn xã. Trên tinh thần quán triệt tập thể cá nhân thực hiện tốt việc làm theo tư tưởng của Bác, mô hình dân vận khéo gốc sẻ chia của tập thể giáo viên cán bộ trường Mầm non Đông Hương B được kỳ vọng là mô hình thiết thực, hiệu quả trong công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ lẫn nhau lá lành đùm lá rách đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Minh trong năm 2021. À, xin chào chị tên là gì và ở đâu ạ? À, hôm nay thì chị nhận được một chiếc áo dài xanh rất là đẹp, thì cảm xúc của chị như thế nào? Cảm thấy mừng và cảm ơn những người nhà hảo tâm cho mình. Dạ. Chị dự định là chị sẽ mặc chiếc áo dài này vào dịp nào? Ngày 8 tháng 3 đến ngày 20 tháng 11. Rồi, xin chúc mừng chị và chúc chị có nhiều sức khỏe. Cảm ơn.